con một con nữa, nó cứ một lần nó mấy chục cân, bao bốc nhiều hơn các con đấy hả? Ừ, 60.000 cân nhá mà mua con tí tí bao ngón tay này thỏi rồi. Ôi trời mẹ ơi, may quá chị ạ. Ơi nó mua thì là phật. Ôi đúng là các cụ độ.